báo cáo nhân quyền năm 2022 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế. Có đáng tin một điệp khúc soạn lại. Trong phần đề cập tới Việt Nam tại báo cáo Nhân quyền Thế giới năm 2022, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRWK tiếp tục lặp lại những luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền Việt Nam, bất chấp thực tế những nỗ lực và thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Điều này một lần nữa thể hiện bản chất cực đoan, thiếu thiện chí và thiên lệch của một tổ chức tự gắn mác vì nhân quyền. Luận điệu cũ có đáng tin. Mặc dù mang danh nghĩa là tổ chức hoạt động về nhân quyền, nhưng hoạt động của HRWK đều mang ý đồ, động cơ chính trị. Nhìn vào báo cáo năm 2022 và các năm trước mà tổ chức này đã công bố để thấy được sự bất hợp lý cho ý đồ, bôi nhọ, hạ uy tín hình ảnh của Việt Nam. Một tổ chức không hiện diện ở Việt Nam, song lại tự cho mình quyền phán xét về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Riêng điểm này đã thấy sự suy diễn, áp đặt của các thông tin mà tổ chức này công bố và nguồn thông tin HRWK có được do các tổ chức cá nhân chống phá nhà nước Việt Nam cung cấp, càng phản ánh sự thiếu khách quan của báo cáo. Báo cáo năm 2022 của HRWK dài 752 trang, đề cập tới tình hình thực thi nhân quyền tại gần 100 quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam, báo cáo của HRWK đã cố tình đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng chính quyền Việt Nam đã hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản, và những người lên tiếng phê phán đảng hay chính quyền phải đối mặt với việc bị công an đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị câu lưu và bắt giữ tùy tiện, và bị bỏ tù sau các phiên tòa không công bằng. Không dừng lại ở đó, HRWK còn vu cáo, trong năm 2021, chính quyền Việt Nam đã tống giam ít nhất 63 người vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong số đó, có nhiều người đã và đang phải nhận các bản án rất nặng nề sau các phiên xử bất công. Tuy nhiên, những người bày tỏ chính kiến hay những nhà hoạt động nhân quyền, theo cách gọi của tổ chức này, thực chất là các đối tượng chống phá, vi phạm pháp luật Việt Nam như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Phạm Thị Đoan Trang, Phạm Chí Thành, 5 thành viên của nhóm Báo Sạch, Trương Châu Hữu Danh, Đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng, Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã. Những cá nhân này luôn được bên ngoài tung hô là những người đấu tranh nhân quyền hay thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Song thực chất đều có hành vi vi phạm pháp luật và bị xét xử, tuyên án. Đây hoàn toàn là điều bình thường bởi không một quốc gia nào chấp nhận những hành vi đứng trên pháp luật, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, xã hội. Kỳ lạ thay, những tổ chức ở bên ngoài như HRWK lại luôn chờ đợi việc những cá nhân này bị bắt giữ, xét xử để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp mà chẳng cần kiểm chứng, xác thực thông tin. Không chỉ vậy, khi đề cập đến đại dịch COVID-19 của Việt Nam, báo cáo của HRWK tiếp tục thể hiện sự cực đoan, thiếu thiện chí khi đánh giá Việt Nam khoe khoang về việc chống dịch. Thậm chí, Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức HRWK lớn tiếng cho rằng chính quyền Việt Nam núp bóng đại dịch COVID để tiến hành đàn áp nặng tay đối với các hoạt động ôn hòa khiến đa số các vụ đàn áp không được thế giới biết đến. Ngang ngược hơn, Phil Robertson còn kêu gọi các nhà tài trợ trên thế giới cần thôi ngoảnh mặt làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính phủ Việt Nam và gây sức ép với giới lãnh đạo Hà Nội để họ chấm dứt tình trạng buộc người dân trong nước phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Trên thực tế, không thể phủ nhận việc Việt Nam đã nỗ lực và thành công trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 1, được thế giới ghi nhận. Sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của chính phủ và người dân đã giúp thực hiện hiệu quả những biện pháp, giải pháp chống dịch trong bối cảnh còn thiếu rất nhiều nguồn lực. Việc chống dịch vừa làm vừa rút kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế cũng khó tránh những sai sót. Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị hoặc xuyên tạc cổ vũ cho các hành vi chống đối chính quyền dưới chiêu bài quyền tự do dân chủ. Điều này càng thể hiện rõ mục đích động cơ chính trị của những tổ chức như HRWK.
có thể thấy rằng báo cáo năm 2022 của HRVK thực chất vẫn là những luận điệu cũ rích được lặp đi lặp lại qua các năm và không phản ánh đúng tình hình thực tế. Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Cuba, Sri Lanka, Campuchia, Bangladesh đã phản đối HRVK về những động thái lợi dụng nhân quyền để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, tạo cớ can thiệp vào những vấn đề nội bộ của các quốc gia này. Trung Quốc đã không ít lần đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với HRVK. Trong khi đó, trang web của HRVK bị cấm hoạt động ở Thái Lan. Hiện thực bác bỏ mọi xuyên tạc. Đánh giá về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người, bà Tatiana Valovaya, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, nhấn mạnh, Việt Nam đã nỗ lực quyết tâm rất cao trong việc bảo vệ quyền con người và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Ông Ternes Jones thuộc Văn phòng Đại diện UNDP tại Hà Nội khẳng định, Việt Nam thuộc nhóm đầu trong 3 quốc gia trên thế giới có tiến bộ nhanh nhất trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG và là một trong những quốc gia có tiến độ thực hiện tốt nhất các tiêu chí mục tiêu toàn cầu ở châu Á. Trong khi đó, The Diplomat, một tạp chí tin tức quốc tế về chính trị, xã hội và văn hóa ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì đưa ra nhận định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đặt sinh mạng, sức khỏe và cuộc sống của người dân lên hàng đầu. Trong năm 2021, Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét về việc bảo đảm quyền con người, được nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn trước tác động của đại dịch. Thế nhưng, Đảng, Nhà nước Việt Nam vẫn luôn đặt tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết, sẵn sàng hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đặc biệt, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đưa ra các gói hỗ trợ lên tới 62.000 tỷ đồng năm 2020 và 26.000 tỷ đồng năm 2021 dành cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp hỗ trợ khác như cấp phát gạo, lương thực, thực phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt cho người dân. Hơn 2 năm qua, Việt Nam vẫn khám và điều trị miễn phí cho người dân mắc COVID-19. Từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 rất thấp, đến tháng 1 năm 2022, Việt Nam đã vượt lên và trở thành một trong 6 nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất trên thế giới. Điều đó một lần nữa khẳng định quan điểm chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết. Trước hết, đảm bảo quyền con người là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Không những thế, khóa họp thường kỳ lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNHRC diễn ra tháng 7 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam chủ trì cùng Bangladesh và Philippines soạn thảo, đề xuất, trong đó chú trọng bảo đảm quyền con người của các nhóm người dễ bị tổn thương, đặc biệt là người khuyết tật, người cao tuổi. Cũng trong năm 2021, Việt Nam đã lần đầu tiên xây dựng báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 3 để gửi lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, qua đó thể hiện trách nhiệm, sự minh bạch và nghiêm túc của Việt Nam đối với UPR nói riêng và việc thực hiện các cam kết quốc tế về đảm bảo quyền con người nói chung. Bảo vệ người dân khỏi các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm luôn được coi trọng với những nỗ lực kiểm soát tội phạm. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, năm 2021, toàn quốc đã xảy ra 41.728 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 5.332 vụ, bằng 11,33% so với năm 2020, và giảm 8.038 vụ, bằng 16,15% so với năm 2019, và các vụ án nghiêm trọng. Các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ, đạt 87,05%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 96,6%.
các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, Internet ở Việt Nam cũng được bảo đảm. Các tôn giáo chung sống hài hòa, đoàn kết, không có xung đột. Người dân được thực hành tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nghiên cứu và trao đổi, hội họp, giao lưu quốc tế về tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, Internet ngày càng được phát huy. Tính đến nay, Việt Nam có gần 800 cơ quan báo chí rộng khắp trên cả nước, đa dạng các loại hình. Báo chí được tạo điều kiện tham gia tích cực vào phản biện các chính sách, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Đến tháng 12 năm 2021, có gần 70 triệu người Việt Nam, chiếm hơn 70% dân số, sử dụng Internet, tăng 0,8% trong giai đoạn 2020-2021. Số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là 72 triệu người, tăng gần 10 triệu người trong vòng một năm. Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực châu Á. Tỷ lệ người dùng Internet ở Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày lên tới 94%. Có thể thấy, những thành tựu toàn diện trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong những năm qua, nhất là năm 2021, đã góp phần tạo nguồn lực cho việc bảo đảm thụ hưởng các quyền con người của người dân, thúc đẩy nâng cao chất lượng, tăng trưởng với những cam kết về lao động và phát triển bền vững. Việt Nam hoàn toàn không có sự cản trở nào đối với những người hoạt động nhân quyền thực chất và thuần túy. Hàng năm ở Việt Nam, những thành tựu chỉ số về xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền trẻ em và người yếu thế luôn được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đó mới chính là những hoạt động nhân quyền thực chất vì sự phát triển tiến bộ của xã hội và người dân. Ngược lại, những hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm minh, không thể dung túng. Vậy nhưng, báo cáo 2022 của HRVK lại cố tình phớt lờ tất cả. Cần khẳng định rằng, ở các quốc gia, dù theo thể chế chính trị nào, quyền của mỗi công dân phải gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước và luôn phải thượng tôn pháp luật. Khi đánh giá về tình hình của một đất nước, không thể chỉ phiến diện từ những vụ việc cá nhân để quy kết, suy diễn, mọi sự xuyên tạc. Việt Nam cũng như bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào, công dân vi phạm pháp luật phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo của HRVK hàng năm nhằm cáo buộc tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là dựa trên những thông tin thu thập theo kiểu cóp nhặt, phiến diện và xuyên tạc. HRVK đã ngược lại chính danh xưng là một tổ chức vì nhân quyền. Được thành lập vào năm 1978 trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Human Rights Watch ban đầu được đặt tên là Helsinki Watch nhằm theo dõi việc Liên Xô thực hiện Hiệp định Helsinki 1975, giám sát và chỉ trích những tội ác của Liên Xô và các đồng minh. Báo cáo năm 2022 của HRVK thực chất vẫn mang những luận điệu cũ rích được lặp đi lặp lại qua các năm không phản ánh đúng tình hình thực tế. Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Cuba, Sri Lanka, Campuchia, Bangladesh đã phản đối HRVK về những động thái lợi dụng nhân quyền để tuyên truyền, xuyên tạc kích động, tạo cớ can thiệp vào những vấn đề nội bộ của các quốc gia này. Trung Quốc đã không ít lần đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với HRVK. Trong khi đó, trang web của HRVK đã bị cấm hoạt động ở Thái Lan.